thì bố đang tìm một số cái dụng cụ để phục vụ cuộc chuyến tâm linh của bố đi. Hôm nay mình sẽ một số cái địa chỉ và chuyên đề thời gian tới thì được rồi thì đi đi cùng sau trận đấu với bố thì lo lắng về tình hình sức khỏe hôm đấy, nên thời gian tới thì bố sẽ cho đi 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 camping nhiều hơn, tức là đi ra cái môi trường ở ngoài nhiều hơn. Thì đi ra môi trường ngoài thì Bibi sẽ khỏe khoắn hơn, và ở trong nhà này có hơi bí bách nên để đi ra ngoài thì thoải mái hơn, nên khi đấy thì cơ thể sẽ nhiều cái buổi sáng hơn. Thì hôm nay bố sẽ đi mua đồ, hiện tại Bibi đang chơi ở trên tầng, bố sẽ tiến hành đi mua đồ cho Bibi để về thực hiện tâm tư. Thời gian tới thì mọi người sẽ ủng hộ kênh của Bibi thì hai đứa con sẽ đi camping nhiều hơn. Thì Bi ơi, Bi ơi, nào, nào, nào đây, nào đi mua đồ. Thế thì hai bố con sẽ đi mua đồ camping nhá, đi nào Bi. Hôm nay bố với Bibi sẽ đi mua một số dụng cụ để phục vụ công việc đi camping. Thời gian tới thì bố với Bibi sẽ đi ra ngoài để cảm thấy nó thoải mái hơn. Đấy, thì hiện tại ở nhà thì hơi chật chội nên là muốn tìm một chỗ khác để cuối tuần để hai bố con đi chỗ này chỗ kia cho nó Bibi có nhiều không gian để chơi hơn. Đi nhỉ? Nên là hôm nay bố với Bibi sẽ đi mua dụng cụ để thực hiện một số chuyến đi. Đấy. Thì hôm nay hai bố đi bây giờ. Đấy. Cho nên là hôm nay bố với Bibi sẽ đi mua một số đồ camping. Đây hôm nay là xin ghế, bàn ghế, đồ nướng hay cái gì đấy? Vâng, cái bình nướng. Bình nướng em có rồi. Lều sao? Lều đấy, có hết đầy. Có lần này lều này cho xem. Ghế thì chắc tí là lấy cái này hơi cùng gành à. Xem mới mua màu lều đi. Đèn này, đèn tích điện này. Mua mấy cái này. Cái này một cái bao nhiêu ấy? Cái không có bóng. À không bóng. Cái sáng lắm ấy. Không sáng. Để em tắt. Dạ. Lều thì mình lúc muốn mua lều để đi tập trung. Loại nào mà nó ấy tí ấy. 2x2 x 2x2 thì thấy cái lều nhỏ nhỏ rồi, lều căng ra là được đúng không? Cái này giống cái nhà của anh rồi. Cái này nó bé bé. Cứ vừa ra cái này anh xem cái tay lên nhìn đây. Đi đâu à? Đây này. Đem này lục giáp. Cái này lục giáp. Đi đâu đây? Đi.
không phải kiểm tra đâu nhá. Ngồi đã không anh? Mi nào? Con anh ấy thôi. Không đủ luôn. Làm đi. Mi nào? Thế nào? Nhưng mà nuôi là khó không anh? Hiền gì? Hiền. Hiền là ngoan. Nhưng nó có to trên nữa không hay nó chỉ nhảy? Cái này nó. Thế thì nhìn nó mới hay. Đi. Mi nào? Đi. Còn đây. Chào này. Thế là có cái gì? Ban có. Ban có anh. Bà trên trong bàn chỗ này. Bàn trên này có không? Đi đi mua cái đấy à? Hả? Đi. Đi. À đấy, nhìn gì đấy? Hả? Con đấy, con này nhá. Bạn là gì đấy? Bạn. Bạn to thế cơ. Đây đây là loại nhỏ đấy. À. Loại nhỏ như này, đây là loại nhỏ. Loại này đi đi loại nào? Dạ. Loại này đi đi ghế à? Ghế. Ghế thì. Đi cái bàn nhỏ. Cái này chắc phải đi với bình nhựa. Cái này là hơi thấp rồi. Nó phải đi với cái này. Cái này. Bàn này đi với cái kia. Hai ghế một bàn. Không biết hạ đâu. Xem nào. Rồi, quay xuống đây nào. Đi nào. Đi. Ngồi ra đây xem. Ngồi vào đây xem nào. Đứng vào đây ngồi vừa không? À, vừa cơ nào. Vừa nhỉ. Vừa chưa. Sao. Nó lại chống được cái không? Phải nhất là không chống được cái bình ga thì mình dùng bình ga mini đúng không? Cái chân của nó đâu nhỉ? Nó có ở cái đầu nó có cái đầu nè. Đi vào từ từ. Nó cũng vừa nhỉ. Đun đặt lên đây đun được à? Cái này đúng không? Vâng. À ví là tránh ra trong mình có cái lốc. Ấn là được. Ừ. Là ví là từ từ nào. Bình ga mà. Em thử lên cái này. Đó. À. Đặt cái này thì phải có cái ấm này. Nó bong nó đi. Nó đi nào, từ từ nào. Ừ, đi. À, đây. Cái này. Bật ra. Bật ra.
Có thấy nào được? Đây à? À đây đúng không? Ừ. Bên này là bình ga đúng không? Xong. Bên này là bình ga bên này. Bên này siêu gọn nhỉ? Khả năng lấy cái này thôi. Quạt nào? Quạt nhỏ này, hay là quạt đeo cổ, anh có chưa? Quạt đeo cổ cho mát thế này. Mình thì mấy tí. Đây, có cái này này. Khói cây à? Đấy, treo này. Cái treo hình, còn là anh cắm que hay cái gì? Đừng còn đánh được. Bước cái nó có cái hay của nó. Mi làm gì ra lấy gì nữa? Nào, Mi lại đây. Đi. Nào. Lại đây. Ngồi đây nào. Cái này là pin này. Pin này nhỉ. Anh có bị xin nhớ người có bị xin nhớ quạt nó cổ. Cái này là đèn này là lấy hai cái này. Lấy hai cái đèn này. Pin hơn. Có cái dụng cụ đèn pin quạt này thì xem nào. Cái quần này có giá chưa? Kiểm tra giá thế này giống như anh cứ xem hết đi xong rồi chung nó là kê hết một thể. Đi lại hai cái nhá. Bếp này thì lấy bếp này thì lấy cho một cái này thôi. Còn đèn pin này thôi đi, đèn pin lấy cái đèn pin chuyên dụng này luôn này. Cái dòng quần này có lấy luôn. Đây nào. Quần này xem này. Thấy chưa? Cái vải thích quạt đấy là thời gian xoay cái rồi hết luôn mặt nha. Cái này nhá, lấy cho một cái quạt này đi. Lấy cho một cái đấy. Cái này thì cũ không? Cái vừa lấy trong kia mà thùng thủng à? Đèn này làm gì? Đèn vừa nãy đấy. Cái này á, cái đấy tí nữa lấy. Rồi được rồi, rồi lấy cái này. À, thì mấy giờ đấy? Ngồi thử nó chắc chắn ngay mà làm dáng nó ôm một người rất êm. Ừ. Như này nào. Bộ này chắc chắn, có mấy cái bộ khác như nó hơn, không được như những bộ này. Thế nên cũng phải gập lại ở đây nữa. Gập lại. Một ngăn mặt, một ngăn khung. Rồi em cho lên, em cho anh này.
đi ơi, ra đây. Bố Bibi cũng đã mua được cụ để phục vụ chuyến camping. Hy vọng thời gian tới mọi người sẽ ủng hộ bố Bibi. Xin chào tất cả mọi người nhé. Xin cảm ơn.